Hello cả nhà nghe. Chào cả nhà, hôm nay mình có buổi đi câu đây cả nhà. Giờ ra mà gặp sóng to quá. Nè. Giờ không biết sóng đi câu có cá không này. Giờ mình chuẩn bị ra cần nha cả nhà. Ra cần câu có cá thì mình quay cho cả nhà cùng xem. Điểm câu hôm nay là gai bể của đèo Hải Vân nha cả nhà. Này sóng to quá. Giờ mình ra cần nha cả nhà. Đây giờ mới sắm cây cần mới đây cả nhà. Hôm bữa mùng 8 đi khai cần đầu xuân mà gió bãi tôi ra giữa biển mất nguyên bó cần luôn. Giờ mới sắm lại mới đi lại đây cả nhà. Cả nhà xem video thì cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Giờ mình ra cần câu có cá thì mình quay cho cả nhà cùng xem. Lấy cầu đi thôi cả nhà. Bút quà cả nhà ơi. Quá đã. Ê nha, câu nãy chờ mà câu cần mấy không ăn. Giờ mình ra cần tay đây cả nhà. Giờ mình câu ngay cái ốc đây này. Mình câu cá đối. Rồi mình tóm thẻo đây. Giờ mình câu cá đối nha cả nhà. Với cá có vô chưa? Giờ bắt đầu mình đãi tép xuống mình giữ rồi mình câu cá đối vô. Giờ chiến thôi cả nhà ơi. Cá đuối cả nhà ơi. Quá đã cả nhà ơi. Được một em rồi cả nhà ơi. Có đã chưa? Vô ma rồi cả nhà ơi. Đây. Có đã. Quá là cá sơn. Một em nữa cả nhà ơi. Cá sơn quá to. Cá đuối cả nhà ơi. Quá đã. Cá
mọi cả nhà ơi. Vô mê, vô mê. Cá đối vô cả nhà ơi, vô mánh, vô mánh rồi, vô là sảy. Một em nữa. Quá đã. Một em pro. Ô là ô ô ô ô ô cá đôi, cá đôi. Pro. Rất lửa rồi. Đây cả nhà ơi. Quá đã. Cá rô cả nhà ơi. Cá rô. Vui là cá rô to. Ơ chàng. Cá rô bụi chung. Vua đã cá rô. Rất khổng lồ. Siêu phẩm cá rô. Cá rô quá khổng.
Bây giờ mình chuẩn bị về đây cả nhà ơi. Giờ sóng to quá, câu cá không có ăn. Giờ mình về thôi cả nhà. Giờ mình quay thành quả nha cả nhà. Đây mình câu được thành quả đây. Câu được cho đối đây, mình câu được 5 cá đối, được vô bầy mà muốn vô được 5 con, câu được 5 con đây cả nhà. Đây thành quả đây. Sơn 5 con. Bây giờ mình chuẩn bị thu dọn đồ mình về thôi cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau cả nhà nha. Sóng lớn quá. Giờ mình thu dọn đồ mình về đây. Cả nhà xem video thấy hay thì cho mình một like và một lượt chia sẻ và đăng ký kênh nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau.